Vâng, xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Dân Trịnh ạ, chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức ạ. Lại là em đây, các bác đi qua thì cho em Dân xin một like, một đăng ký kênh đấy, để em có thể có thêm nhiều động lực đấy, để thêm nhiều mặt hàng, sản phẩm để phục vụ tới quý cô bác, anh chị đấy, được tốt nhất cho các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một số mẫu sản phẩm mà bên em đang có và phân phối nhé. Đấy, đầu tiên em xin giới thiệu một số mẫu dao nhé các bác nhé. Một số mẫu dao bên em nhé, mới về đây. Đấy, các bác đi qua kênh thì cho em Dân xin một like, một đăng ký kênh đấy, để em có thể có thêm nhiều động lực đấy, để thêm nhiều mặt hàng sản phẩm mới đấy, để phục vụ tới quý cô bác anh chị nhé. Đấy, đầu tiên em xin giới thiệu một số mẫu dao chặt bên em nhé các bác nhé. Đấy, đầu tiên là em xin giới thiệu một mẫu dao chặt mới, đó là thương hiệu của AK, thương hiệu Akatsuki. Đấy, em xin đo thông số của nó cho các bác xem đây. Đấy, em này thì bản rất lớn nhé các bác nhé, chặt gà chặt vịt các thứ rất sướng này, chặt thì rất sướng này, bản nó rất to này. Đấy, bản của nó này, bản của nó lên tới tận 10 phân nữa, 10 phân, 10 phân này, các bác nhìn này, bản dao 10 phân. Đấy, kích thước dài dao của nó rất là tuyệt vời nhé, là 11,5 nhé, 11,5. Đấy, nguyên phần lưỡi của nó nhé, đây này. Đến đây đã là 20 cm này, đây này 20 cm đó nhé. Đấy, rất là tuyệt vời, con dao này chặt rất là tốt này. Đấy, dao đã bản to này. Đấy, kích thước không nặng nhé. Đấy, cầm rất không nặng không nhẹ mà cầm rất là đầm tay, rất là vừa tay nhé. Đấy, con dao này mà chặt thực phẩm, chặt xương gà, xương lợn thì tốt quá, tuyệt vời luôn. Đấy, con dao chặt này thì em đang bán với giá là 400.000 đồng thôi nhé, 400.000 đồng ạ. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834004 ạ. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam có nhé. Đấy, dao rất chặt rất tuyệt vời nhé. Mẫu dao chặt rất sướng. Đấy, hình dáng kích thước thì làm còn đẹp nữa. Mà nếu như các bác nhé, nếu mà các bác sợ nhé, cái này có thể mài bằng đá mài được nhé. Đấy, mài bằng đá mài được, đấy, mài bằng mài ba khe cũng được nhé. Đấy, và chặt rất sướng, như lưỡi người ta tán rất đều nhé, chứ không phải là gì, rất là xịn sò, 400.000 đồng ạ. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số hotline là 0982 834004 ạ. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đây, hotline của em đây. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu một mẫu dao chặt tiếp theo. Đấy, nó là mẫu dao chặt Gunbo. Đấy, con này cũng rất là sáng, rất chặt, cầm cũng rất là đầm tay, chắc tay. Đấy, chặt rất sướng. Đấy, con kia cán liền thân, con lại cán liền thân nhé. Tổng chiều dài của nó là 31 cm. Đấy, chiều dài của lưỡi dao là 19. Đấy, bản dao là 8,5 nhé, bản dao là 8,5. Đấy, con này chặt cũng rất là sướng nhau nhé, chặt cũng rất là sướng. Chặt cũng rất là sướng. Đấy, con này thì em đang bán với giá là 380.000 đồng thôi nhé. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số online là 0982 834004 nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đấy, còn đây, đây là chọn bộ của nó coi nhé. Đấy, chọn bộ dao. Đấy, đây chọn bộ dao nhé. Đấy, đây là chọn bộ dao. Đấy, tổng cộng bộ dao này của nó thì đây, bộ dao của nó thì có 1, 2, 3, 4 con dao, một cái hộp đựng, và trong này có một cái kéo và một cái liếc mài nữa. Tổng cộng của nó là 7 món tất cả nhé. Tổng cộng của nó là 7 món, trong đó là có 4 con dao. Đấy, một con dao còn hoa quả có bán lẻ, dao này bán lẻ. Đấy, dao chặt bản lớn thì không, còn dao dao thái bản lớn thì không, còn dao chặt thì có nhé. Đấy, tổng cộng của nó là em có 7 món đấy. Thì một hộp dao đấy của Nhật này, con combo của Nhật thì em đang bán với giá là 1.400.000 đồng các bác nhé. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số hotline là 0982 834004 nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Thuận Hà Nam nhé. Đấy, thì các bác đi qua kênh thì cho em Dân xin một like và một đăng ký kênh nhé, để em có thể có thêm nhiều động lực nhé, để thêm nhiều mặt hàng sản phẩm mới để phục vụ tới quý của bác anh chị nhé. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu là một số mẫu dao nhé, dao này, dao sưu tầm này, đây, dao sưu tầm nhé, đấy, dao sưu tầm nhé, đấy, dao của Mỹ này, Colombia này, đấy, con dao này dao găm này, đấy, kích thước của nó nhé, em xin đo nhé, nó có một cái vỏ như này nhé, để chúng ta cầm nhé, đấy, kích thước của nó đây, vứt vỏ xuống đã. Tổng chiều dài của em này cũng là 31 cm nhé, 31 cm này. Đấy, đến lưỡi là 19 này, đến đây là 19 này, 19,5 chứ không phải 19. Đấy, rất là trắng đẹp nhé. Đấy, trắng như ngọc trinh luôn. Đây, hàng rất là đẹp. Đấy, chúng ta cầm, chúng ta có thể đi rừng đi phượt như nạo vót nhé, đi câu cá nhé. Đấy, đi câu cá cũng có thể dùng cái này nhé, để chúng ta ấy nhé, dùng xong chúng ta cất vào đây. Đấy, chúng ta có thể làm phát cảnh, những cảnh mini nhé. Đấy, dao sưu tầm nhé,
Con này là dao sưu tầm các bác nhé, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đấy, con này em đang bán với giá 520.000 đồng các bác nhé, 520.000 đồng. Đấy thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số hotline là 0982 834004 ạ. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đây, còn một mẫu dao này nữa. Rất là đẹp nhé, rất là đa năng nhé. Khui bia này. Đấy. Khui bia này. Đấy, nói chung là rất nhiều tính năng. Đấy, cưa này. Đấy, dao này vót này, đi rừng đi phượt này, đi chơi này. Đấy. Con này thì chúng ta lại có một cái túi đeo ở, có thể đeo ở ngang hông này nhé. Đấy, chúng ta có thể đeo ở ngang hông này được. Đây, đeo ngang hông như này. Đây, nó có cái quọc đây này, nó có cái này này. Đây này, nó có cái này, này. Là chúng ta có thể đeo ở, chúng ta có đeo ở đâu cũng được. Đấy, chúng ta đeo hông này, chúng ta cả đây thắt lưng này, chúng ta ấn vào đây. Đấy. Không nhỉ. Đấy, bấm vào đây. Đây cái này cũng thế. Thì chúng ta sẽ giữ được nó chắc chắn nhé. Là chúng ta lúc nào ở thắt lưng này nhé. Đấy, chúng ta rút ra chúng ta làm gì nó cũng rất tiện nhé. Đấy, con dao này một công đôi đôi ba việc. Đấy. Rất là tiện. Đấy mà chúng ta còn có cả một cái nữa đây để chúng ta đựng ví dụ là phụ tùng cái gì ngoài ngoài đi kèm theo. Đấy. Chỗ này. Đấy. Rất là tiện lợi. Đấy thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số là 0982 834004 nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam có nhé. Ừ, rất là xịn sò. Đấy, rất là tuyệt vời. Ừ, sản phẩm rất là tốt và chất lượng có nhé. Đấy, thì sản phẩm này thì em đang bán với giá là 500.000 đồng có nhé, 500.000 thôi. Đấy. Em để đây. Đấy, còn rất nhiều sản phẩm em muốn giới thiệu cho các bác. Tiếp theo em giới thiệu bác là mẫu kéo cắt gà nhé. Kéo cắt gà này. Đấy. Này nó có tay cầm lên thì bác có cầm không sợ trơn trượt. Đấy, cầm lên cắt 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 gà cắt thực phẩm nhé, kéo cắt gà cắt thực phẩm nhé. Đấy. Đấy, một em kéo này thì em đang bán với giá là 250.000 đồng có nhé, 250.000 đồng. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số hotline là 0982 834004 nhé coi nhé. Đấy, em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Tiếp theo em xin giới thiệu với các bác là mẫu đèn pin này. Mẫu đèn pin này, đèn pin này là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, rất là sáng, cũng rất là sáng. Đấy. Bóng đèn em đã để bóng đèn LED sáng rồi mà nó vẫn còn sáng được, nhìn thấy là vẫn là sáng. Đấy. Nó có rất nhiều chế độ nhé, chuyển chế độ này, sang chế độ này. Đấy. Chuyển chế độ này. Đấy. Đấy. Rất nhanh. Phá kính này, hoặc là chúng ta cầm này, chúng ta có thể cầm để chúng ta tạm thời phòng thân này, chúng ta tạm thời phòng thân cái này này. Đấy thì chúng ta có thể ví dụ đang đi soi đèn này, gặp mà thằng nào nó tấn công mình thì có thể tạm thời dùng để chống cự lại nhé. Thì nó có cái cục này nhưng mà đập thì không nên. Đấy mà rất là đẹp. Đấy thì cái đèn này em đang bán với giá là 290.000 đồng thôi nhé. Đấy các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân có số hotline là 0982 834004 nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đấy, tiếp theo em xin giới thiệu một số mẫu khóa này. Mẫu khóa này. Đấy, khóa chữ U này. Này, mẫu này. Sử dụng rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, sử dụng rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Mẫu này thì em đang bán với giá là 140.000 nhé. 140.000. Đấy, thì các đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834004 nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đấy, mẫu khóa này. Đấy, chúng ta đổi mật khẩu thì rất dễ thôi. Đấy, chúng ta bổ mật khẩu thì chúng ta mở ra như này, đầu tiên là sẽ là 000 và chúng ta sẽ vặn ngược cái này lên. Đấy và chúng ta sẽ đổi mật khẩu. Đây em phải để lại em nhớ nhé. Em sẽ đổi thành 66 nhé, 0066 nhé. Đấy, rồi em sẽ vặn khóa này này. Khóa này. Đấy, đây em mở lại 000 nhé, để lại 000 nhé. Thì nó sẽ không mở được nữa. Đấy, thế em sẽ vặn lại sang 666. 66 nhé. Đấy, đây nhỉ. Đấy, lại lên luôn. Đấy, giờ em lại đổi lại 000 không lại quên. Đấy, 40 nhé. Đấy, xong vặn lại nhé. Đấy, thì là được. Đây. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Cái này các bác ví dụ là khóa các thứ các bác còn sợ là quên mật khẩu, à quên chìa khóa. Nhưng mà cái này không bao giờ cũng quên nhé. Số là các bác là nhớ ở trong đầu rồi. Đấy, không thể quên được. Đấy mà gia đình dùng nhé chỉ cần đọc về mật khẩu cho người gia đình mình thôi, chứ không cần ví dụ không cần đánh 7 8 cái chìa khóa làm cái gì cả.
Cái này chúng ta có thể khóa cổng, khóa cửa nhé. Đấy. Khóa bánh xe thì chúng ta hơi bé. Đấy, thì em đang bán với giá 140.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì em mẫu khóa tiếp theo thì em xin giới thiệu là mẫu khóa này có dây thép bên trong này. Đấy, dây thép bên trong này, dây cáp này, khóa cáp này. Đấy, như các video trước em đã giới thiệu cái mẫu này lại còn nguy hiểm hơn, là mẫu này có 5 số. Đấy, 5 số này. Đấy, chất liệu này. Đấy. Mật khẩu còn loang ngoang hơn, đấy, không thể lần khó lần ra được. Đấy. Mật khẩu này chỉ trong đầu các bác thôi. Đấy, chứ đổi mật khẩu thì là không ai biết được đây. Đổi mật khẩu cái này thì bạn các bạn các bác cũng vặn như thế nhưng mà vặn bên trong này. Đấy, rồi chúng ta đổi cái này. Xong chúng ta vặn lại là được đấy nhé. Em đổi thành không số 0 sau nhé. Đấy, em đổi lại thành đây như này thì nó sẽ không ra. Đấy. Đấy, chúng ta lại sang này ngay lại ra ngay. Đấy, các bác đổi mật khẩu thì có ở đây, em lại phải chuyển lại mật khẩu không lại quên. Đấy. Ở đây. Đấy thì là nó rất là dễ thôi. Đấy, xoay. Đấy, thì cái mẫu khóa này thì em đang bán giá là 130.000 đồng đó nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004 các bác nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Khóa này rất tốt. Đấy, cáp bên trong này. Đấy, lại còn có cái lớp bọc này nhé, để không bị dỉ sét nhé. Đấy, hàng rất là cũng rất là tuyệt vời. Cái này thì các bác có thể khóa được xe đạp nhé. Đấy, các thứ nhé. Đấy, mẫu khóa này khóa 5 số luôn chứ không phải 4 số nữa. Đấy, về được rất nhiều. Đấy, còn tiếp theo thì em xin giới thiệu là mẫu khóa này. Này. Mẫu khóa này đây. Đây là mật khẩu. Đấy, 40 thì chỉnh về 40 này. Là mở ra được này. Đấy, mẫu khóa này thì cũng rất dây rất là dài. Dây rất là dài. Đấy, chúng ta đổi mật khẩu chúng ta cũng xoay bên trong này. Xoay bên trong này. Đấy, nên cạch cái là đổi. Đấy, chúng ta đổi xong chúng ta vặn ngược lại cái xong và chúng ta cắm khóa vào. Đấy, chúng ta thấy chúng ta chỉ cần nhớ mật khẩu thôi các bác nhé. Nhớ mật khẩu là được. Đấy, thì cái khóa số này thì em đang bán là khóa màu vàng thì 120.000, khóa màu đen thì 130.000, còn khóa chữ UBS thì là 140.000 các bác nhé. Đấy, các bác nhanh tay đặt hàng liên hệ với em Dân có số hotline là 0982 834 004 ạ. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu một số mẫu khác này. Này. Ở đây kìm chết đi, kìm chết đấy. Có khi được cũng vài nữa cũng phải lên làm cái quả live stream thôi nhé, có khi vài nữa em cũng phải live phát đấy, thử live stream xem là các bác ủng hộ em như nào đấy, có tăng tương tác lên không đấy, chứ đợt này tương tác hơi kém đấy. Kìm chết của Kabushi này thì em đang bán với giá là 200.000 đồng các nhé, 200.000 đồng đấy. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004 nhé các nhé. Kìm chết đấy, có thể đây thông số của nó hết ở đây này, một mẫu kìm chết này rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể có cả cái tay cầm này cho nó khỏi bị cấm, tránh bị đau tay đau chân này. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu mẫu kéo cắt cành nhé các nhé, mẫu kéo cắt cành này, mẫu kéo cắt cành nhé. Đấy, mẫu kéo cắt cành này thì em đang bán với giá là 240.000 đồng các nhé, 240.000 đồng ạ. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004 nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam có nhé. Đấy, rất là xịn sò. Ừ. Các bác đặt hàng thì nhắn tin cho em qua số hotline là 0982 834 004 ạ. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đấy, kéo cắt cành. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là mẫu xẻng sinh tồn đa năng. Đây, xẻng sinh tồn đa năng nhé. Đây. Em xin lắp ghép vào cho các bác nhé. Xẻng này là xẻng tháo lắp nhé, xẻng tháo lắp đa năng. Đây, đầu tiên thì cái này em cứ để im đã. Đây nhé, đầu tiên là thẳng xẻng ra. Đấy, sau đó này lắp những thiết bị này vào. Đấy, cho này có một con dao này thì lắp con dao này vào này. Đấy, tiếp theo nó có một cái thanh đấu này nữa lắp vào. Đấy, có một cái thanh nữa đằng sau. Cái thanh này cũng lắp vào. Các bác nhìn thấy không ạ? Đây. Rất nhanh chúng ta đã có một cái xẻng. Đấy. Và bây giờ chúng ta phải xúc đất. Xúc đất nhé. Đúng không? Xúc đất này. Xúc đất để chúng ta ví dụ đang bị sự cố gì đang cần phải xúc này
chúng ta nhớ là phải siết chặt cái này bác nhé, siết chặt cái này lại đấy, cầm cái này này siết chặt lại đấy. Chúng khi chúng ta xúc xong, khi chúng ta xúc xong thì chúng ta muốn chuyển sang chế độ là cuốc đúng không, chúng ta vặn ngược lại cái này lại đấy, đổi đấy, chuyển sang thành cuốc 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 đấy, rất là xịn sò đấy. Chúng ta các bác nhớ là lúc ấy thì vặn siết chặt những cái này lại hộ em nhé, siết chặt lại đấy, không là nó lỏng đấy, cuốc đấy, rất là xịn sò luôn đấy. Một cái cuốc xẻng này đấy, một cái cuốc xẻng đa năng này, đâu này không nhìn thấy đây, em sẽ chuyển sang chế độ lại chế độ xẻng. Cái này thì rất phù hợp cho các bác nào đam mê phượt phủng nhé, các bác đam mê phượt này đấy, đam mê đi phượt này thì nên có cái này này đấy. Đấy, đấy. Em đang tính là về ít thêm ít dụng cụ sinh tồn nữa cơ. Đấy. Thì rất là xịn sò luôn. Đấy, mẫu xẻng đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là một số mẫu đồ nghề nhé. Đồ nghề kim khí này. À đây bơm 2T này. Bơm 2T nhé. Tiếp theo em xin giới thiệu các bác bơm 2T này. Đây. Bơm 2T này thì em đang bán với giá là 350.000 nhé. 350.000 cái bơm. Đấy. Bơm này thì nó rất là khỏe, có thể bơm được xe máy, xe đạp này. Đấy, trọng lượng của nó này lên đến 10 kg này. Nhưng mà khuyến cáo của nó là bơm trong vùng là từ 4 đến 6 kg thôi. Còn lên này bác, các bác thực ra là cũng phải nói thẳng luôn là không giận được. Đấy, mình không đủ sức để giận. Đấy, chứ còn nó vẫn chịu được. Tại vì làm sao người ta đã lên đến này là người ta đã có thử sức ép rồi, đã có thử hết rồi. Đấy, nhưng mà các bác có giận được không thì mới là vấn đề thôi. Đấy. Thì sản phẩm này thì em đang bán với giá là 350.000 đồng một cái bơm 2T này nhé. Bơm 2T, bơm xe máy, bơm xe đạp, bơm xe hầm ô tô. Số ô tô qua. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu kéo cắt thực phẩm này. Đấy, kéo cắt thực phẩm này. Kéo cắt thực phẩm này em bên em đang bán với giá là 80.000 cái nhé, 80.000 một cái. 80.000 cái nhé, cái này chỉ bán kèm thôi. Đấy, 80.000 một cái. Đây. Đồng hồ đo áp này để chúng ta dùng máy bơm nén, bơm máy nén khí này. Đấy thì em đang bán với giá là 200.000 đồng nhé, 200.000 đồng một đồng hồ này. Đấy, chúng ta có thể hiển thị cân của khí này để chúng ta bơm này. Đấy. Bộ lục giác này. Bộ lục giác 9 món này. Thì em đang bán thương hiệu là Kabushi, em đang bán với giá là 160.000 đồng các bác nhé, 160.000 đồng ạ. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline là 0982 834004 nhé. Em dân đến từ Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam nhé. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác thước mét này. Thước mét này, thước 20m, thước 30m này. Đấy, à đây. Cái này nữa. Xịt này nữa này. Xịt khí này. Kabushi này. Đấy. Cái xịt này thì em đang bán với giá là trăm mấy nhỉ? Cái này em không nhớ giá nhé các bác, tí nữa các bác nào lấy này bác comment giúp em nhé. Đấy. Đây. Bộ tay mỏ lết nhanh này. Đấy, từ 8 đến 32 này. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng này. Đấy, kẹp vào này. Đấy, và chúng ta xoáy này. Rất là dễ và đa năng này. Đấy, mà nó rất là chắc chắn này, không bị sợ bị tuột như kiểu là mỏ lết đâu nhé. Đấy, thì cái bộ này giá bao nhiêu nhỉ? Bộ này thì cũng tạm thời em quên giá nhé. Tạm thời em quên giá, em báo lại giá sau. Tô vít này. Em có tô vít đóng này. Tô vít đóng này. Tô vít đóng. Đấy, tô vít đóng có hai loại. Có hai loại cơ mà. Đấy. Tô vít này thì rẻ thôi. Tô vít này thì rẻ thôi. Đấy, cũng mà cũng 100.000 thì phải. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu những nước bài này. Nước bài này. Nước bài này, nước bài nhọn và nước bài dẹp này, hai loại nước bài này. Đấy. Hai loại nước bài thì em đang bán với giá là 230.000 đồng một cái nhé các bác nhé. Đấy, 230.000 đồng một cái. Đấy thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em. Đấy, nước bài này.
rất dài nhé. Kích thước của nó thì chiều dài của nó thì nó rơi vào chiều dài của cái liếc 30 cm nhé, 30 cm, hai cái bằng nhau 30 cm con nhé. Đấy, nguyên phần phần lưỡi liếc là 30 cm, còn là cán thêm 15 cm nữa. Đấy, rất nhiều mẫu mã sản phẩm nha các bác nhé. Đấy, các bác thấy cái sản phẩm nào mà em quên chưa giới thiệu ấy, thì các bác comment và nhắn tin cho em dân. Và ấy có số hotline là 0982 834 004 nhé. Đá cắt sắt này. Này, đá cắt sắt này. Đấy. Đá cắt sắt này. Đá cắt sắt đây. Đây trong này. Đá cắt sắt vào đồng hồ này. À, đá cắt sắt vào đồng hồ đo ampere này. Đấy. Đấy. Cái đồng hồ này thì đây. Em đã lắp pin vào rồi nhưng mà em lại không biết sử dụng. Cái này thì em lại hơi dốt. Đấy, em chưa biết sử dụng cái này nên lắp pin vào rồi. Bật thì lên rồi. Đấy, nhưng mà em không biết sử dụng như nào. Đây dây của nó đây. Đấy. Thế thì các bác nào biết sử dụng thì rước ngay em nó về. Đấy thì em này là thương hiệu của Kabushi. Em đang bán với giá là 300.000 đồng. Đấy, 300.000 đồng. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline là đấy, nó có vỏ bọc này. Đấy, chúng ta có thể cất đi. Đấy. 0982 834 004 nhé các bác nhé. Em dân đến từ Tiêu Động Bình của Hà Nam. Đấy. Nhiều. Này. Đấy, rất xịn sò luôn. Đấy. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Đấy, em xin phép được dừng video tại đây. Xin hẹn chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.